Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, sáng hôm nay ban tổ chức có lời mời trở về thăm viếng đạo tràng, cũng như có thời chia sẻ Phật pháp. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, bình yên, an lành trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay lần thứ hai được trở về chùa Từ Quang trong năm 2019 này. Có năm chỉ đến một lần, nhưng mà cách chỉ hai tháng chúng ta lại gặp mặt nữa. Như thế thì mong rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mãi mãi, chúng ta sẽ tương phùng trong tương lai cũng như hiện tại. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ đến với tất cả quý Phật tử qua chủ đề dông bão cuộc đời. Thưa tất cả đại chúng, đầu chủ đề quý vị đã nghe dông bão cuộc đời, đã thấy khổ hay vui? Khổ. Đây nói khổ chứ không có nói vui. Toàn là khổ không? Dông bão cuộc đời khổ. Trong khế kinh Đức Phật có dạy: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Tức có nghĩa thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được, vì sao thân người khó được? Chúng ta làm được thân con người không phải chuyện đơn giản. Quý vị nhớ, mà chúng ta được đầy đủ lục căn thanh tịnh, tức có nghĩa đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý được trang nghiêm, lại càng khó hơn. Chính vì thế cho nên thân người khó được là ở cái điểm này. Làm được kiếp con người là chúng ta có tu tập, chúng ta mới được kiếp con người. Chúng ta thấy con người với nhau có ai giống ai không? Không. Có người cao, có người lùn, có người mập, có người ốm, có người đẹp, có người xấu, vân vân. Đây là mình bình luận về trên phương diện nhân quả. Sở dĩ chúng ta đời này chúng ta đẹp là cái quá khứ chúng ta có vun trồng cái thiện nghiệp, đó là gì? Dân hoa cúng Phật. Sở dĩ hôm nay có nhiều cái cô chân dài đẹp như Hoa Hậu, Hoa Khôi đều là do phước báo tiền kiếp dân hoa cúng Phật. Rồi chúng ta không được thân hình đoan chánh trang nghiêm như vậy, chúng ta đi làm gì? Chúng ta đi thẩm mỹ, hay gọi chúng ta đi làm đẹp. Nhưng mà thế gian chúng ta có câu như thế nào? Phụng vẫn là phụng mà gà vẫn là gà. Bây giờ có tân cách mấy, có làm gì cách mấy thì nó cũng vẫn vậy thôi, không thay đổi được. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhân và cái quả nó chưa cảm như vậy thì chúng ta phải chấp nhận như vậy. Do cái tâm từ của mình thì còn quả mai có thể thay đổi được cái hình tướng đó. Còn nếu tâm từ chúng ta không có thì bây giờ chúng ta có làm đẹp cách mấy thì nó cũng vẫn như thế mà thôi. Đôi lúc chúng ta gặp phải những cái điều bất trắc trong cái lúc mà chúng ta phải thẩm mỹ, quý vị thấy khổ không? Khổ. Muốn làm đẹp là phải khổ. Tôi thấy trên thông tin mạng á, có nhiều người đi vào làm đẹp á, đơn giản thôi, xăm chân mày, nằm trên cái giường, cái ghế mà dùng
kim loại xăm vào thịt, vào da của mình đau không? Đau. Có thuốc tê thì nó không đau, nhưng mà khi hết thuốc tê về nhà nằm trên, đây cũng là một cái khổ. Muốn làm đẹp là phải chịu đau. Nhưng mà khi tôi diễn tả cho quý vị thấy rồi, chúng ta mấy cái cô trẻ trẻ bây giờ có đi sanh nữa hay không? Sau cái thời gian nó trải qua đi nhiều tháng nhiều năm rồi đó, rồi chúng ta già đi, da chúng ta nó nhăn nó chùng lại, thì những cái lằn xăm đó nó sẽ nổi lên. Chân mày rụng không? Rụng, sắp rụng. Rồi nó nổi lên. Có nhiều vị đến già đó, đáng lẽ gương mặt mình phúc hậu dễ thương lắm, như tự nhiên xăm nó lên cái nó thay đổi cái hình dạng của mình, thấy nó dữ tợn lên. Có nhiều vị sau khi giác ngộ, họ đã xăm chân mày xong rồi đó, sau khi họ giác ngộ đó, họ đi tu đó, đi vào chùa cạo tóc xuống hết, thì nó sẽ lộ cái diện nó ra, nhìn thấy nó kỳ. Có nhiều vị người ta không biết á, thấy sư cô đi nghe nói chào sư cô còn dí nhảnh tu xăm chân mày, người ta đâu có biết là cái người đó đã xăm trước khi đi tu. Cái chuyện mà làm đẹp mà để cho có nhiều cái cặp mắt xung quanh nhìn mình, nó không ai cấm hết, nó không ai cấm. Người phụ nữ phải làm đẹp là chúng phải nhớ điều này, không có người phụ nữ nào mà xấu, tại vì họ không biết làm đẹp thôi. Người phụ nữ phải làm đẹp. Ta nhìn vô ta ham tu, đi về chùa mặt mày sáng sủa, ta còn thích tu, ta còn thích đi theo, đi về chùa mặt về tối om, mặt đụng tới thì nhăn, ai dám đi theo mình tu? Vậy thì vô chùa đâu phải là an lạc đâu, mà vô chùa thấy gì đâu mà tối ngày mặt méo xẹo không tu gì. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải ý thức được cái điều rằng những cái việc làm đó, những cái hành động đó nó không phù hợp với lại trong đạo Phật của mình, nó phù hợp với lại cái người Phật tử của mình. Và tôi nói quý vị nhìn thấy đi, ai mà còn trẻ làm rồi đến khi mà già rồi chúng ta thấy nó chảy cái thịt xuống dần đi ớt, để tự nhiên đi, đến khi già chân mày của những bà cụ lớn tuổi nó bạc trắng nhìn thấy dễ thương. Còn bây giờ chúng ta xăm lên, bây giờ tôi nói thiệt, thấy có dễ thương cho nên nữa, đến lúc già rồi nhìn thấy tâm nó sợ, cái hình tướng nó sẽ lộ ra lúc bấy giờ. Đó là như vậy. Đây là chỉ nói cái chung, chứ tôi không bình luận bất cứ một ai. Để chúng nghe, thân người khó được. Quý vị nhìn chung trong bên đây, một bên là thấy sự vật, một bên là không thấy gì, bên nào khổ? Cái bên không thấy mới khổ. Mình được phước báo, mình được sanh ra đời đầy đủ lục căn, thân hình đoan chánh trang nghiêm, mà chúng ta không biết vận dụng cái thời khắc chúng ta tu tập, trải qua một cái kiếp này rồi, bao giờ chúng ta mới trở lại cái thân người khác. Cho nên Đức Phật dạy thân người khó được là ở cái điểm này. Quý vị thấy người mẹ lúc mang thai sinh con có được vuông tròn không? Không. Có khi chết ở trên bàn mổ. Trong lúc mang thai 9 tháng 10 ngày đều bị thai hành đau đớn khổ sở vô cùng. Nhưng mà có một số người thờ ơ, thấy bây giờ sanh là đơn giản bình thường. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta là người thân của cái người sản mẫu đó, sản phụ đó,
chúng ta thấy rất là khổ, chúng ta lo lắm. Chuẩn bị mà lâm bồn đó, mình hay cầu nguyện vái vang, nguyện cho mẹ con của họ được vuông tròn, mẹ tròn con vuông. Sợ, nhưng mà đâu có ai nghĩ đến vấn đề đó. Đôi khi nhiều khi con nó đã tự hình trong lúc sanh trưởng ra, rồi nó không được cái nhân duyên đầy đủ, nó mất mạng. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy, đứa bé mà lên trở lên khỏi đời này mà không đầy đủ nhân duyên phúc báo, do cái thọ mạng của nó ngắn thì nó chết liền, trở xuống ngay lập tức để thọ khổ tiếp. Như thế thì thân người khó được không phải chuyện đơn giản, xin thưa đại chúng, không phải chuyện đơn giản. Chúng ta muốn được làm con người, chúng ta phải đầy đủ phước báo, phẩm chất đạo đức vân vân từ nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta được bên cạnh đó được hạnh phúc bình an, chưa nói đến giàu có nha. Giàu có là tính phần phước báo khác, mà chúng ta không bệnh tật ốm đau lại là một cái điều kiện khác nữa. Vậy thì duyên cớ lý do gì mà chúng ta không chịu tu? Phật pháp bây giờ phát triển xưng minh quá nhiều, không phải như ngày xưa nữa, mà chúng ta nói là chúng ta không hiểu đạo, chúng ta nó không biết đạo. Ở xóm nào, ở làng nào, bây giờ họ cũng nghe, họ đi chùa ầm ầm rần rần hết, sao chúng ta không đi, chúng ta không nghe? Bởi vì chúng ta thờ ơ trước những cái chuyện không đáng đối với mình. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta gặp cái nhân duyên, cái quả rồi đó, chúng ta gặp được những cái gì sự cố đến với mình đó, lúc bây giờ chúng ta mới chịu đến chùa, lúc bây giờ chúng ta mới chịu tu. Có muộn không đại chúng? Muộn. 70 rồi, đến làm gì? Đến nghe cũng không được nhiều, ngồi cũng không được lâu, đi muốn được tiện, thua. Thân người không được ở điểm này, chứ không phải nói là chúng ta nghĩ rằng sanh ra kiếp con người này đều là sung sướng, đều là hạnh phúc, đều là bình an hết. Xin thưa không có. Chúng ta phải đối nội đối ngoại, phải từng ngày từng giờ từng phút từng giây, phải đi làm kiếm từng chén cơm, phải có những cái đồng tiền để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống. Có như vậy mới được bình yên. Một ngày 24 giờ sáng bắt mắt ra chạy đi làm, đến trưa về ăn cơm, nghỉ được một tiếng đồng hồ, có khi không nghỉ, chạy đi vô công việc tiếp, tới chiều về ăn cơm, nghỉ ngơi, ngủ, sáng hôm sau đi làm tiếp. Một ngày 24 giờ chúng ta quần quật với công việc, với chén cơm manh áo, lo con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Thời gian đó chúng ta tu tập, thời gian đó chúng ta tu tập đây. Mà người nào có được phước báo ngồi trong đạo tràng tu tập, được nghe pháp, được niệm Phật là một điều diễm phúc lớn, hy hữu lắm. Không phải ai muốn cũng được đâu. Những người khá giả, giàu có là bậc đế vương, giàu nhất thiên hạ, mà cũng chưa được nghe những bài pháp, cũng chưa được niệm một câu niệm Phật như đại chúng ở đây. Chúng ta thấy mình hạnh phúc không? Hạnh phúc, hạnh phúc lớn lắm. Mà chúng ta có nghĩ đó là hạnh phúc đâu. Giống như vào đây để mà một hình thức để mà trói buộc, để sợ, để qua ngày, sợ có nạn tới để vô đây nứt bóng, chứ chưa có cái ý thức là tự nhiên, chưa có ý thức tự nhiên, hiếm lắm. Cho nên thân người khó được, chúng ta hãy nhìn những cái gương hình ảnh này để chúng ta làm bài học kinh nghiệm cho cái sự tu tập của mình. Đây cũng là một cái phần thiếu phước, cho nên họ phải gặp những cái trắc trở như vậy. Chúng ta chia sẻ với họ, người thấy đường thì chia sẻ với người, người đuôi mù, đơn giản vậy thôi. Mà chúng ta cười chế giễu họ thì chúng ta phải mắc quả báo giống như họ, hiện tại hoặc tương lai.
Có một cái em này cách nay trên 10 năm thì cái em này nó bán vé số, nó bị mù cả hai cặp mắt, mù từ hồi lúc nhỏ. Khi mà lọt lòng trong bụng mẹ sinh ra thì đã bị cái dị tật này rồi. Thì cho nên quý vị biết rằng đi bán vé số thì chỉ lấy cái cây gậy đó quẹt quẹt tới để tìm cái đoạn đường để đi thôi, chứ đâu có ai dẫn dắt gì đâu mà đi. Thì đi ngang một cái nhà đó thì cái thằng này nó mới trêu ghẹo, mua vé số giùm người ta mà không mua. Thì quý vị biết nó nói như thế này: mù thì đi vô trong cái trại để cho ta chăm sóc, hơi đâu mà đi bán chỉ cho cực khổ. Cái em mù này nó mới trả lời rằng: em nghĩ em còn tay chân được, em đi bán em tự lo cho mình. Em chỉ có cặp mắt không thấy được thôi, nhưng mà em còn tay chân em đi làm được, còn hơn là những người khác sáng mắt có tay chân đầy đủ mà lại ở không ăn không ngồi rồi chạm tự ái với thằng này. Thằng này là ăn không ngồi rồi ở không, đi quậy phá sớm làng. Nó nghe như thế nó mấy chữ đuôi mù cũng biết trả lời. Thằng này trả lời đuôi mù chứ đâu có bị câm. Chúng ta thấy người mù có trí không? Quý vị mù có câm không? Đó, đâu có câm đâu, tao biết trả lời bình thường mà. Nó nói đuôi mù chứ đâu có bị câm. Hay không? Hay hơn mình á, thằng kia nó ngu quá. Đuôi mù chứ đâu có bị câm, nó biết trả lời. Chưa đầy một tháng sau, thằng này chạy xe đi nhậu sai xỉn gì không biết, lũi vô bụi tre, cái cây đâm trúng chọn mất con mắt. Cái nhân là chê người ta đuôi mù, cái quả là mình bị cây tre chọn vô con mắt. Sợ không? Đừng chê ai mà cũng đừng chỉ trích ai. Mình chỉ biết nhìn đường phía trước mình đi thẳng thôi, không nhìn qua và cũng không nhìn lại, không ngó lên và cũng không ngó xuống. Mình ngó vừa đủ cái tầm mắt của mình là đủ rồi. Mình chê hôm nay, ngày mai mình có được như vậy không? Mình cứ khen người ta đi, mình cứ chia sẻ với người ta đi, mình cứ an ủi động viên người khác đi, thì mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được những giây phút bình yên. Đơn giản vậy thôi mà chúng ta làm không có được. Mà cái miệng của mình nó hay tạo nên cái nghiệp đó. Thấy là hay chê, thấy là hay trề, thấy là hay nhún, không biết làm chi không biết. Thường là như vậy đó. Cái chê nó sẽ đi đôi với lại cái quả của mình. Cái nhân là chê mà cái quả là nó sẽ kèm theo cho mình, gây nên khổ đau. Thân người khó được, con súc vật nó muốn làm được kiếp con người chúng ta không phải chuyện dễ. Mà muốn được làm con súc vật cũng không phải là khó. Đại chúng nhớ nha, không phải làm được. Quý vị thấy chó giữ nhà không phải tự nhiên mà nó làm chó đâu. Cái nghiệp của chó là gì? Bọn xẻn, keo kiệt, hay gìn giữ súc sanh là nó như vậy. Mà vì chúng ta muốn làm cái loài đó dễ đó, nhưng mà từ cái loài đó mà trở lên làm người đó khó vô cùng, khó vô cùng. Đọc trong kinh thấy, chúng ta thấy rất là sợ, nhất là kinh Lương Hoàng Sáng. Trong cái mùa hạ này thường các cái chùa hay khai kinh Lương Hoàng Sáng để cho Phật tử chúng ta đọc để sám hối đó. Chúng ta thấy những cái tội trong đó nó tỉ mỉ, nó ghê gợn, mà người học Phật chúng ta có một số người tin nhân quả sợ thì không nói gì. Có người tâm tin nói: ôi, trong kinh nói để cho mình nghe mình sợ, để cho mình không dám làm. Chứ thật ra đâu có. Khi nó đến thì lúc đó ngồi đó la: thân người khó được, nhưng Phật pháp khó gặp. Đây là điều đáng nói.
kiếp con người chúng ta lại là khó rồi, mà Phật pháp càng là khó gặp hơn. Chúng ta đang sanh vào cái nhằm cái thời không có Phật, không có Phật. Nhưng mà chúng ta may thay còn được gần gũi những bậc tăng nhân tu tập, còn được gặp gỡ gần gũi những bậc thiện tri thức, còn chúng ta gần gũi được chùa chiền, thì đây là điều hạnh phúc. Quý vị nghe pháp là nhờ qua hình ảnh của chư tăng, chư ni. Quý vị được thấm nhuần trong giáo lý là nhờ chư tăng, chư ni tiếp độ dắt dìu cho chúng ta. Tuy là sanh ra nhằm cái thời không có Phật, nhưng chúng ta còn được nghe, nghe cái tiếng pháp, nghe được các âm điệu vang vọng của Đức Phật mấy ngàn năm còn vọng lại. Chúng ta nghe, chúng ta thực hành theo, chúng ta sẽ được an lạc tốt nhất. Xã hội thế gian có mấy ai hiểu được cái điều đó? Thậm chí có nhiều vị đến chùa 100 người, trong đó không được 10 người trên 10 đầu ngón tay đi về chùa tu tập được bình an. Không có. 100 người đó là 100 hoàn cảnh khác nhau, 100 người đó là 100 cái nghiệp khác nhau, không ai giống ai hết. Có người khổ vì con, có người khổ vì chồng. Và đàn ông thì ngược lại, có người khổ vì vợ, cũng có người khổ vì con, có người khổ vì gia đình, anh em, phiền não về bạn bè, công việc. Từ những cái đó mới vác thân vào chùa, mới chịu ngồi lại Phật, nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh. Để cho làm gì? Cho nó qua cái giai đoạn đó. Để cho nó qua cái giai đoạn đó. Để cho nó qua cái khổ đó. Chứ chúng ta chưa có giác ngộ sâu lắng về vấn đề khổ đau thực tại của chúng ta. Như chẳng hạn Đức Phật dạy bổn phận của vợ và của chồng. Đối với người chồng có 5 điều. Thứ nhất là khi chồng đi từ bên ngoài đi vào, người vợ phải đứng lên đón chào. Chúng ta có làm được điều này không? Chưa thấy ai làm được điều này, hiếm. Hiếm ai làm được điều này đó. Ở chồng đi làm mệt về, tôi nói gần chết, về thấy bà vợ dắt giỏng còn tem, ngủ thiêm thiếp. Đôi khi không nhìn ra cửa có phải chồng mình về hay không. Vào tới nhà đi phớt ngang qua mắt cái hiếm mới nhìn lên thấy. Nếu mà người đó thì thương thì hỏi chút xíu. Mới về hả? Còn thường ngắm ngủ luôn, đâu có đứng lên đón chào đâu. Mà trong kinh Đức Phật dạy 5 điều mà người vợ đối với chồng. Điều thứ nhất, thấy chồng từ ở ngoài đi vào phải đứng lên chào. Ai làm được không? Khó lắm, không phải dễ. Khó lắm. Có lắm đó, thì mấy người xưa đó thấy đó, ông mới về thì cũng được đi. Chứ không có thấy mà người nào đứng lên đón chào. Miền Nam của mình thế nào chứ miền ngoài mình không thấy ha. Miền ngoài mình không biết chứ miền Nam mình chưa thấy. Khó lắm. 5 điều. Thứ nhất, đại chúng nhớ, ai chưa có làm được hôm nay về làm đi. Về làm đi rồi sẽ có niềm hạnh phúc riêng của mình. Già tính theo già, trẻ tính theo trẻ. Đây là cái điều tốt mà. Mình có thể gây được cái cảm tình, mình có thể gây được cái sự bình yên cho gia đình của mình. Không có mất cái gì hết. Không có mất cái gì hết. Thứ nhất, thấy chồng từ xa vào đứng dậy
đón chào. Nhớ ha, đây là năm điều của người vợ đối với người chồng. Điều thứ hai, khi chồng vắng nhà phải lo việc bếp núc cho nó được chu đáo, quét dọn sạch sẽ, giữ lòng kính trọng mà chờ đợi. Có không? Cũng không có luôn. Có nhưng mà làm nấu cơm cho lẹ lẹ xong rồi đi qua sát cái nhà sát bên đó hỏi. Hôm qua đó tôi nghe chuyện sát bên hai chồng nó gây chuyện gì vậy chị? Chứ đâu có mà xong rồi quét dọn sạch sẽ rồi phải chờ đợi chồng về ăn cơm đâu. Đâu có, hiếm lắm. Mà đại đa số là như vậy đó. Cái chuyện này nó sát bên chùa tôi biết. Có. Cái chuyện của chùa thôi, phái đoàn bất thình lình đến chùa, đi viếng chùa, thăm chùa. Hôm nay chạy ngang thấy rồi đó, đi công chuyện, chưa kịp hỏi. Sáng hôm sau cô Phật tử cô quét lá cây trước cổng chùa, đi ngang, hôm qua đoàn đâu về đông dữ vậy? Có phải là nhiều chuyện không? Có phải là nhiều chuyện không? Người ta đi chùa, thấy ta đến chùa biết đi chùa chứ đi đâu. Hỏi, hỏi cái mới chịu nổi chứ không hỏi chịu nổi. Đó, cho nên điều thứ hai, Đức Phật dạy người vợ phải có bổn phận đối với người chồng. Sau khi chồng đi vắng nhà phải tươm tất bếp núc rồi giữ gìn sạch sẽ đợi chồng về. Đâu có đợi, cơm vừa chín xong đúng 11 giờ kiển cái ben xuống mua tô ngồi ăn rồi còn gì để chồng về ăn. Hiếm có ai mà dọn cơm mà đợi chồng về dùng cơm chung. Mấy chú này có không? Về bới tô ăn không à? Từ chỗ đó tình cảm sao còn? Chúng ta nên nhớ vợ chồng phải có một mâm cơm chung trên một cái bàn, ăn cơm rồi ngồi tâm sự trò chuyện. Vợ hỏi nay em nấu cơm ăn ngon không? Vợ không ngon cũng nói ngon nữa. Nó ngon, nó ngọt, đây là từ cái lòng của con người. Chứ không phải nó ngon, nó ngọt từ cơm gạo. Nó ngon cái ngọt từ cái lòng con người. Nếu mà lòng con người ngon ngọt thì bây giờ cơm canh nguội lạnh không ngon cũng vẫn ngon. Nó xin thưa với quý vị, tôi đi công việc về mệt mà Phật tử hỏi thăm nên mình thấy mình hạnh phúc lắm. Mình thấy mình an lạc lắm. Cho dù cơm canh bữa đó ăn kho quẹt với muối tiêu ớt hoặc là ăn với rau luộc cũng được. Nhưng mà bên cạnh đó cái người thân của mình biết quan tâm chăm sóc đến mình đó, mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình bình yên. Mình không có đi ra ngoài đường xí xô xí xào, mình không có đi ngoài đường mình liếc người này liếc người nọ. Đó là những bà vợ khôn khéo. Tôi chỉ cho cái cách khỏi mất công đi ghen cho mệt. Chẳng bằng khi người chồng về nhà mình không biết tương tất lo chu đáo, mình không ngọt ngào với những cô bên ngoài thì ông chồng sẽ sanh ra những cái thói hư tật xấu. Người ta sẽ có một cách nhìn nhận so đo. Ở người kia không có gì với mình mà người ta ngọt ngào với mình, còn vợ mình được cưới hỏi đàng hoàng mà thấy không ngọt ngào lạnh lùng như xương rơi đầu cành. Sớm muộn gì rồi quẩy dép ra đi, không bao giờ trở lại. Người này ở nhà ban đêm ngủ thấp thỏm biết về chưa, đi đâu, ghen tuông, nghiệp chướng, khổ đau chồng chất dậy đây. Khổ không? Khổ. Làm đúng bổn phận năm điều như Đức Phật chỉ dạy, bổn phận của người vợ đối với người chồng, chúng ta sẽ được hạnh phúc bình yên. Nếu đi ngược lại chúng ta sẽ đau khổ. Còn nếu mà chúng ta làm đúng y như vậy mà chồng mà vợ có những cái sanh lòng lan chạ khác, có người này người nọ, đó là do cái nghiệp của chúng ta. Phải chấp nhận chịu cái sự trả quả, chịu cái sự khổ đau là như thế. Không được trách mắng ai hết. Thứ ba là không được khởi lòng dục vọng với người ngoài, phải giữ chặt cửa khuê phòng. Có cái anh này ảnh đi ghe. Quý vị biết đi ghe là thường là
mấy tháng mới vào, mới vào bờ, không có gần gũi được vợ mình nhiều, không có tình cảm nhiều. Quý vị biết, người nữ Đức Phật dạy đó, người nữ của mình thiếu thốn tình cảm chứ, hay thích lời ngọt mật. Bây giờ cho dù ông chồng đó có làm sai với cách mấy, chuẩn bị lên cẩu đầu trảm, mà bây giờ ông năn nỉ mình giận dữ lắm á, muốn giết cho chết luôn á. Nhưng mà khi ông quỳ xuống năn nỉ mình, tha thiết với mình rồi đó, mình buông xuống cái mọt, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ở chỗ đó buông xuống cái mọt, năn nỉ quá chịu không nổi. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp còn, ái còn, không bỏ được. Có nhiều người đến nói với chúng tôi rằng: trời, con tức ổng lắm nha thầy, nhiều khi con muốn cho ổng viên thuốc chuột uống chết cho rồi. Tôi nói nè, nói cho quá rồi, gieo cái khẩu nghiệp là có làm được không? Sau khi qua ngày mấy ngày sau, bắt đầu ổng trở lại bình thường đó, rồi ổng vui vẻ, ổng mua về cho mình cái bánh ăn, bắt đầu mình có cái sự mà thay đổi chuyển ý khác rồi, thì làm gì có mua thuốc chuột nữa không? Không, mua thuốc bổ cho uống cho nó khỏe, làm gì có mua thuốc chuột. Cho nên lúc giận thì nói như vậy, mà khi nguội lạnh rồi chúng ta mới thấy là hạnh phúc và bình yên. Cho nên thường chồng vắng mặt mình phải giữ gìn ý tứ, đừng có liếc qua liếc lại, liếc tới liếc lui. Những cái liếc liếc đó nó cho nó sanh ra cái không hay, cho nên gia đình sẽ đổ vỡ. Thì ghen tuông từ đâu? Từ đó mà đi ra. Khổ đau từ đâu? Cũng từ đó mà đi ra. Sanh tử từ đâu? Cũng từ đó mà đi ra. Đó là điều thứ ba mà người vợ luôn luôn lúc nào cũng phải dành cho người chồng. Thứ tư, khi chồng có nặng lời, không được tùy tiện đối đáp, lộ vẻ giận tức, chồng có dạy rằng gì đều phải cung kính nghe theo. Có sở hữu món gì cũng không được cất giấu để dùng riêng. Cái điều này tôi thấy là không bao giờ có nè. Khi mà chồng mà đứng mà nói chuyện á, nhiều khi nói đúng lời á thì còn nói chuyện nhỏ nhẹ, mà nói không đúng lời tao nói thôi, chén tô nó thua à, dao đũa bắt đầu là nó động rồi đó, nó nhảy tưng tưng rồi đó. Ở đó mà đứng nghe cung kính nghe không phải dễ, không phải dễ. Điều này không thấy có. Cơm bữa nay nấu gì đâu mà sao canh lạnh nhất, cá kho mặn như muối lộn, ăn được không? Ăn được thôi nhịn. Có nghe chồng dạy không? Không, còn trả treo hơn nữa chứ dạy gì. Theo lẽ như bây giờ chồng vừa nói vậy, mình phải dùng lời mình nói, mình phải khéo léo. Bữa nay chắc cái miệng của em nó bệnh, cho nên em niêm vậy, anh ăn đỡ đi. Rồi xong, vậy đâu có chuyện gì, phải không? Không, cái tật của người nữ mình hay trả treo lắm á. Nghe là nói. Nhớ nha, chồng mà lỡ có ai chê món gì đó, bữa nay mình đổ thừa, chắc cái miệng tôi bệnh, thôi ăn đỡ đi, hôm khác nấu bù lại. Xong, cái chuyện đó nó vui vẻ, huệ, phải không? Bên kia đá nó vô một trái, bên đây mình cũng đâu phải đá vô trái nó là hơn đâu. Mình phải tìm cái cách khác đối đáp để cho nó có cái sự gắn kết với nhau, gia đình nó được hòa thuận với nhau. Chồng vừa nói câu chưa tới đâu là nhảy vô rồi, là coi như là một lát coi như là sóng cuộn trào, sóng cuộn trào liền. Không thể nào nước cam lộ của Quan Âm rứa xuống cũng không dập tắt được liền. Đây là điều thứ tư mà chúng tôi thiết nghĩ rằng khó có người phụ nữ nào mà làm được, và hiếm khi ai làm được. Đi làm về nhà làm mệt chết mồ, không có lời khen mà còn chê. Chồng đi làm cực khổ về mệt, có bữa cơm ngon, mà bữa cơm đó không ngon thì trách người vợ. Mình bổn phận làm vợ thì mình phải chịu nép mình một chút xíu,
thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bằng ngược lại, chúng ta vùng vẫy thì sẽ có chuyện. Nhớ, đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, phải đợi chồng nghỉ trước, tự mình xem xét cẩn thận việc nhà rồi mới đi nghỉ sau. Thời buổi bây giờ, nữ đi ngủ trước, chồng đi ngủ sau. Ông lát coi truyền hình xong đó, ông đi coi cửa nẻo xong, đóng cửa tôi đi ngủ trước à. Sướng không? Thường là đi ngủ trước để cửa nẻo cho con của mình hoặc là chồng mình coi. Mình không có làm được cái điều này, ít lắm. Nếu mà người nữ mà tỉ mỉ vấn đề này á, khó. Bởi vì sao bây giờ thấy người nam làm nhiều? Bởi vì thời ăn theo thở, ở theo thời. Thời giờ nó trộm cướp nhiều quá. Nếu mà đưa mấy nữ đi ra đóng cửa, rủ nó quất cái bụp vô đầu rồi sao? Nam dẫu sao còn đỡ hơn, nó sợ. Mà giờ thấy nó có sợ ai không? Nó đâu sợ ai đâu. Cho nên năm điều này người nữ đối với người chồng, nếu chúng ta thuận theo làm y như vậy, chúng ta sẽ được bình an lợi lạc trong cuộc sống hiện tại. Và Đức Phật dạy tiếp, người chồng phải có bổn phận đối với người vợ cũng có năm điều. Năm điều. Thứ nhất, mỗi khi ra vào đều giữ lòng tương kính. Tức có nghĩa ở chung một nhà, đi ra đi vào cũng phải giữ cho nó được hòa thuận, trên hòa dưới thuận. Chứ không có đi ra thụi cái đi vô thụi cái, đi ra thụi cái đi vô thụi cái, thế nào cũng chia ly, đường tình đôi ngã. Thứ hai, việc ăn uống phải có giờ giấc thích hợp, không để vợ phải khó nhọc và buồn bực. Tức có nghĩa ăn phải có giờ giấc chung với vợ, không có ăn thêm. Mà trong đạo Phật của mình gọi là gì? Ăn phi thời. 9 giờ, 10 giờ chuẩn bị đi ngủ. Bà ra bà nấu cho tôi gói mì coi. Vợ nó thương nó đi nấu ha. Còn nó không thương, xuống nấu nước chế ăn đi. Mệt, ngủ. Có tình cảm không? Thấy mất tình cảm từ lúc đó rồi, không còn nữa. Thấy mất tình cảm ngay lập tức liền. Còn khi nào mà người vợ mà thương chồng lắm mà nghe kêu đó, bắt đầu là anh ngồi đợi em chút xíu nha, em đi nấu cho nè, nấu ngon thiệt là ngon. Còn lần này không đếm xỉa tới. Cho nên ăn phải có giờ giấc, đừng để vợ cực lòng. Đức Phật dạy rất là kỹ, thấy không? Người nam và người nữ không ai phải chịu khó với ai, ai cũng có bổn phận với nhau hết, không ai chịu khó với ai. Ba là khi vợ mua may sắm quần áo đồ trang sức chớ nên trái ý. Nhà giàu có thì sắm đủ, nghèo khó thì tùy sức. Điểm này hay nè. Vợ đi may quần may áo cho chồng hiếm lắm, năm chắc được một lần. Ai làm chủ cả đó thì năm được người vợ đó hai lần đi đến tìm mua đồ may sắm, nếu mà người khá. Còn nghèo thôi, mãn năm cũng không thấy cái quần cái áo luôn. Có khi đi mua đồ ngủ mặc. Còn cái người mà khá giả, có khi người vợ đi sắm đồ cho chồng liên tục, nhưng mà ít hơn là người nữ. Bà thích là bà đi mua thôi. Còn đàn ông người ta có biết cái gì đâu. Nhiều khi công việc quần quật thì vợ thương thì mua cái gì cho mặc cái nấy. Tùy hỷ mà. Tùy hỷ. Chứ đâu phải như bây giờ cái tốt trẻ chị tin bây giờ là thích đi mua may sắm này kia nọ, nó biết kiểu cách đủ thứ. Như các chú lớn tuổi giờ có gì mặc nấy chứ có biết đòi hỏi gì đâu. Có biết quần riêng sai gì, còn mặc áo sai kích cỡ thế nào làm gì biết. Miễn sao có mặt che cái thân xấu tạm này qua ngày là đủ rồi. Nhưng mà người vợ có quan tâm đến được điều này không? Hiếm lắm quý vị. Ai làm được những cái điều này, tôi tin chắc rằng gia đình đó rất hạnh phúc. Khó có thể làm được. Toàn là trao chuốt chân vị cho bản thân của mình.
chưng diện trao chuốt cho mình càng nhiều thì chồng nó sẽ càng ghen. Nó đâu có yêu thương ở trong đó. Quý vị đi xăm môi xăm mắt làm đẹp thì nay nó hạch hỏi: bà đi đâu, làm gì, hạnh phúc không? Không. Phải chia mình làm đẹp lên, nó chiều chồng chở vợ đi ngắm, đi hóng gió hóng mát, đi ăn đi uống thì còn hạnh phúc. Mà làm lên cho đẹp sao mà chiều trang chảy chút, mà trong khi chồng của mình ta lấy nhìn thấy ghê, không ghê cũng uổng à. Nó chưa đập là mai lắm rồi đó. Cho nên gia đình sinh ra những cái bất hạnh phúc là như thế. Bốn là giao phó tài sản cho vợ coi sóc gìn giữ. Cái vụ này hơi chăm rồi nha. Ngày xưa thì giao phó nó dễ, chứ thời nay giao phó nó như không còn á. Quý vị có thấy trên cộng đồng mạng nhiều trường hợp xảy ra không? Bây giờ thậm chí tôi thấy giấy tờ nhà cửa đất đai vợ chồng đều đồng đứng tên. Ngày xưa là một chồng hoặc một vợ đứng tên thôi, còn bây giờ không có, chồng vợ đều đứng tên. Ông chồng muốn sang nhượng cái gì phải có bà vợ chữ ký, bà vợ muốn sang nhượng cái gì phải có chồng chữ ký mới được, chứ không có được mà tự tiện nữa, tùy tiện mà làm hành xử nữa. Mà bây giờ mà trong đây Đức Phật dạy của chồng phải giao lại cho vợ coi sóc giữ gìn, tôi nghĩ chắc có ngày không còn cái chén ăn cơm, không còn cái chén ăn cơm, không còn cái chén ăn cơm, đừng nói chi đến cái nhà. Phụ nữ bây giờ nhẹ dạ cả tin lắm, xin thưa với đại chúng. Đi đến ở một cái chỗ nào mà nghe người ta thích cái chỗ này chỗ kia là dụ là nghe ngon ngọt, là ham thích khoái thì bán cái này có lời, cái kia có lời ngon lắm, là về nhà bắt đầu đi cầm cố nhà cửa, bắt đầu là chuẩn bị là lên đường hành trình của mình đó. Coi như xong, làm mà không có chủ ý, làm mà không có cái trí để mà mình phán xét, mình không có thông qua chồng, mình nghĩ mình là một người nữ tài ba anh hùng, không ngờ vài tháng sau đi ra ở nhà mướn, của cải tan nát. Đây là năm điều của người chồng đối với người vợ Đức Phật dạy. Nhưng mà người vợ nó phải trung thực, thật thà, người ta mới dám giao. Như người vợ mặc áo tràng vậy nè, tôi còn dám giao. Ở chùa cũng vậy đó, muốn mà người đó coi chùa tôi phải dòm mặt gỡ vàng, tôi phải dòm trước dòm sau con người này có cẩn ngôn ý tứ, tôi có biết nói chuyện với Phật tử đại chúng không. Trời đất ơi, gặp những cái người mà thôi Phật tử mà đến chùa mà thắp nhang mà gặp cái Phật tử này thôi chết à. Vô ta hỏi: bưa thầy chị, thầy trụ trì có nhà không? Ổng đi sáng tới giờ mất tiêu rồi, có ai muốn tới chùa nữa không? Trời, Phật tử gì vô duyên quá, Phật tử gì không có ăn nói có duyên dùng gì hết. Tôi giao chắc có ngày về chùa thành chùa Bà Đanh không ai tới luôn, cho dù ông thầy đó dễ thương cách mấy ta cũng tới. Phật tử vô duyên quá. Bởi cho nên tôi đi á, tôi phải giao người ở chùa, người đó phải nói chuyện như thế nào mình phải chỉ người ta, phải biết cách của người ta mới giao. Đi xa còn ta còn nhớ tới mình. Nhiều khi tôi gặp với quý vị có hai con mắt của tôi, quý vị hàng trăm con mắt, hàng ngàn con mắt, quý vị nhớ rồi quý thầy sao nhớ Phật tử hết được, đúng không nào? Quý vị gặp ngoài đường cái chậu thầy ông nói về chùa Tự Quang giảng nè, bà kia nói trời ổng có Phật tử với vô duyên gần chết, có chết được không? Phải chi người này vừa khen xong người kia chăm dầu khen tiếp nữa, trời Phật tử thầy chứ dễ thương lắm á. Cái mũi tôi nó to đùng như lỗ mũi lợn vậy đó. Còn mà khi mà nghe nói một cái xíu rồi thấy nó buồn không thể tưởng. Cho nên không phải dễ. Năm là không được gian díu tư tình với người khác khiến vợ phải sanh lòng nghi ngờ. Đây là cái điều chót sau cùng mà Đức Phật căn dặn với những người nam. Thường á, là cái tình cảm nó chủ ý xuất phát từ người nam.
nhiều hơn là người nữ. Nhưng mà thời buổi bây giờ là hai bên đều dung hòa, nam nữ gì cũng có hết, 50-50, không ai trách được ai hết. Cho nên thế gian người ta có câu: ông ăn chả thì bà ăn nem, nem chả cái nào nó cũng ngon hết á, không có cái nào mà nó không ngon hết á. Thế cho nên chúng ta phải cần phải gìn giữ cho nó được tốt đẹp là ở cái điểm này, là ở cái điểm này. 10 điều người chồng, 5 điều Đức Phật dạy người vợ, cũng 5 điều. Thì nếu chúng ta làm đúng y như vậy, cốt cách tinh thần giống như vậy, gia đình nghèo tấp liều tranh cũng thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta làm không đúng, gia đình giàu cửa sơn son thiếp vàng, ăn ngon mặc tốt, niềm ấm chăn êm cũng không được hạnh phúc, ngủ phải trăn trở: hôm nay ông đi đâu mà về trễ quá, nghi mà không dám nói. Mà trong đạo Phật của chúng ta, cái nghi là nó ngăn chướng cái sự tu tập của mình. Nghi cũng nên tội đó chứ phải không đâu. Quý vị mà đi chùa thấy quý thầy đi đâu trong chùa chạy cái vèo, hỏi không được bắt đầu là tức, đầu nghi, ổng đi đâu mình hỏi không chịu nói, nó ngộ vậy đó, bắt đầu sanh nghi. Mà cái nghi là ngăn chướng cái sự tu tập của mình. Cho nên mình là Phật tử không được nghi, mà thậm chí người thân của mình cũng không được được nghi. Nhớ cái điều này, nó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có được bình an, muốn có được hạnh phúc thực tại, thì chúng ta phải dứt trừ cái lòng nghi ngờ đó, và chúng ta phải thành thật, thì cuộc sống này mới được bình yên. Dông bão làm gì đến với chúng ta, bể khổ làm gì gặp được mình, sóng gió ngang trái làm sao mình tìm tới được. Trừ trường hợp mình đi ngược những cái dòng đời đó, mình đi ngược những cái lẽ phải đó, thì dông bão cuộc đời chúng ta sẽ gặp, gặp luôn luôn, bất cứ trong lúc nào, từng giây từng phút một. Cho dù chúng ta bỏ đi cái mái ấm của mình thật hạnh phúc êm đềm, chúng ta quay về với cái nơi mới, cái chốn mới chỉ lúc ban đầu, nhưng một khoảng thời gian đó, nhân thì đã gieo, quả thì sẽ lãnh. Chúng ta sẽ gặp những cái trắc trở trong tương lai, nó còn nhiều hơn là cái hiện tại chúng ta sống với cái gia đình chung cũ. Quý vị nên nhớ điều đó. Gia đình của cái anh chị này sống rất là hạnh phúc, nhà được 2 công đất, cha mẹ để lại bên chồng cho 2 công đất. Thì quý vị biết 2 công đất ở dưới quê là chỉ trồng trọt thôi, trồng rẫy mà. Chồng đào liếc, vợ đi rải hột giống. Khi mà chồng tưới đó thì vợ nhổ cỏ. Cuộc sống ngày qua ngày nó thật là bình dị, ấm im, hạnh phúc vô cùng. Thì sau khi thu hoạch, cắt những cái rau mà đi ra chợ bán thì lại là bán lúc nào hết lúc nấy. Nhưng mà nó cực, con cái là phải đi ra đồng vất vả tối ngày hoài. Nhưng mà sau khi về rồi đó, chồng thì dọn dẹp, vợ thì xuống bếp nấu cơm. Chúng ta thấy cuộc sống gì bình yên không? Bình yên, bình yên không? Nhưng trong một ngày đó, tự nhiên bà vợ thấy bên nhà bên kia, nhỏ đâu có làm gì đâu mà nó sao nó giàu, nó được bên nước ngoài Việt Kiều về cưới, nó sung sướng quá. Mà đâu có đẹp, đâu có xấu hơn mình mà. Mà sao mình cũng nhìn đâu có tệ, mà tại sao mình khổ quá vậy? Bắt đầu có cái sự so sánh. Tôi đang nói ở thế gian xã hội thôi nha, chứ mình chưa nói đến nhân quả.
bắt đầu có sự so sánh, ăn diện lên, tay chân nào giờ phèn không, có đi làm neo đâu, xình nó đóng nó bám nó trong lớp lớp, tự nhiên bữa nay mua chanh về ngồi chà chà chanh chà chanh chà chân chà tay chà cho sạch, rồi bắt đầu cái đi đến tiệm làm neo, cắt móng cắt da, tóc nào giờ u sụ như con điên, bữa nay đi uống cao ráo lên đẹp quá, da mặt nào bị sạm bị nám bữa nay đi mua kem về hết nám, đi ra giường lúc trước không đội nón bữa nay đội nón lên, lúc trước không có trùm mặt trùm mày bữa nay trùm mặt kính mất vừa hai con mắt như ninja rùa, đi ra ruộng lúc trước không có mang giày mang dép, lội xuống bùn xuống đất không bữa nay mua đồ ủng mang vô sợ dơ, lúc trước không có mặc áo tay dài ra làm ruộng bữa nay mặc áo tay dài ra làm ruộng sợ đen. Những cử chỉ này ông chồng hỏi nay tại sao em lại làm như vậy, không biết đường trả lời, không biết đường trả lời. Vợ các ông nói tại vì nắng quá, mười mấy năm chung sống ra làm hồi đó không nắng mà bây giờ lại nói nắng là như thế nào, có phải là một cái câu hỏi, một cái dấu chấm hỏi thật lớn để cho người chồng sanh nghi không, có phải vậy không? Cộng thêm nào giờ xài điện thoại vùi bắp, chỉ biết bấm gọi chứ không được nhắn tin, nghe người ta nói mua điện thoại trả góp không có lãi suất, đi ra cầm giấy chứng minh vô mua cái điện thoại về bấm tiếp lên mạng nhắn tin, qua thông tin các cái thông tin trang mạng trên xã hội chat chiếc nhắn này kia đồ vô nói chuyện đồ ngọt ngào quá, rồi từ đó về sau coi như là đường tình đôi ngã sang ngang, bắt đầu là quen trên đó hẹn hò để uống nước, bỏ công việc cho chồng, không quan tâm đến gia đình, bắt đầu viện cớ nên em thấy trong người nó mệt nên đi khám bệnh, bởi vì mười mấy năm ở với chồng đâu có đứa con, đâu có con đâu, chồng thấy đi khám bệnh cũng mừng mà nửa nghi, chắc vợ mình có mang sao đi khám bệnh mà chồng đòi chở đi không chịu, cái này mới chết rồi nè, nhớ nghe quý vị phụ nữ mà đi đâu mà chồng đòi chở đi làm ơn cho chở đi đi, đừng có nói thôi để em đi được rồi, để em tự đi được rồi là chết á, cho dù cái sự đó là sự thật nó không có gì hết mà cũng nghi mệt mỏi lắm á, nó chở, nó muốn chở đi thì để cho nó chở đi đi, đừng có cản, còn chồng mày đi đâu mà vợ đòi đi theo á thì làm ơn đừng có đòi đi kệ đó. Quý vị đừng có hỏi sao kỳ vậy thầy, sao chồng vợ đi chồng đi được, con chồng con đi vợ con đi không theo được là sao? Đàn ông ta thích tự do thoải mái, đừng đi theo giống như cái sợi dây mà ràng vậy đó. Quý vị thấy sợi dây ràng không? Đi đâu cũng cột cái ba ga hết trơn á, ràng rệt tối ngày hoài, buông nó ra đi, khi nào có đồ thì mới ràng lại mới chở, còn không có là thôi. Người phụ nữ là hay làm vấn đề bận bịu vậy đó. Đi đâu cái đầu đi theo anh nó chở cho em đi. Bữa đó nó vui nó chở đi, nó gì bữa đó nó không vui nó tán trong bạc tay xỉn liền, đi đâu cũng đòi đi theo, vô nhà nằm khóc miếu máu viết đơn ly dị. Trở lại vấn đề câu chuyện của hai vợ chồng trẻ đó, sau khi mua cái điện thoại xong về chat chiếc trên mạng rồi gặp được những cái người trên đó, mà những người trên đó toàn là nồi nào thì dung nấy. Xin lỗi với đại chúng, trên thông tin cộng đồng mạng tôi không quơ đũa cả nắm, có người dày người khác, nhưng mà đại đa số là không tốt rất là nhiều trên cộng đồng mạng. Cho nên Đức Phật dạy nếu mà mình sân lòng lan chạ, mình sẽ đổ nát gia đình của mình, gia đình của mình sẽ đổ nát. Và lúc khi mình phát tâm mình quy y cái giới thứ
Thứ tư là giới tà dâm đó. Quý vị nhớ không? Khi đăng đàn quy y, giới sư hỏi quý vị: từ nay đến suốt đời các vị không được tà dâm, vậy các vị có thể giữ được không? Có người la lớn lên: mô Phật, giữ được. Có người nói nhỏ xíu à. Có nhiều người không nói luôn, sợ giữ không được. Tại sao có nhiều người ngộ nhận như thế này? Sở dĩ giới Đức Phật chế ra là để giữ gìn cho hàng Phật tử tại gia chúng ta có cái điều khoản tốt đẹp đối với gia đình. Tà dâm đây không phải là mình làm với vợ chồng mình không, mình làm với những cái người ngoài của mình. Sanh lòng lan chạ mới có tội, nó mới cấu thành tội, chứ không phải tự nhiên mà thành tội. Quý vị phải nhớ điều này. Cho nên khi mà quý vị quy y, giới sư phải chỉ dạy rõ ràng cái vấn đề này thì chúng ta mới hiểu được, mới tỏ ngộ được. Thì sau khi chát chiết nói chuyện xong trên mạng thì kia, rồi hẹn họ uống nước, trải qua thời gian là 3-4 tháng, coi như là cơm gạo nấu sắp thành cơm rồi. Bữa đó chồng vô tình thấy đi gì mà từ 7 giờ sáng mà tới 12 giờ trưa cũng chưa về. Cơm nước cũng không nấu, nhà cửa riết cũng không quét dọn. Mà buôn bán bao nhiêu là bữa nào buôn bán được ở ngoài chợ đó, cắt rau đó, là đi mua cái áo, sắm cái quần, đi mua đôi dép, đi mua đôi giày này khác hết trơn. Thấy bắt đầu nghi. Bữa đó ông chồng mới đi theo dõi, bắt gặp tại nhà thì hết. Theo dõi hai người vô một quán nước, ngồi trò chuyện này kia nọ. Ở quê mà tao đâu có công nghệ hiện đại như thành phố đâu, thấy chụp hình này kia đâu, phải không? Chụp hình này kia về còn nói được. Ở quê anh này thấy giận quá, tức quá, xông vô đập cho một trận, đánh là vợ tao nó miệng mờ máu me không, quất luôn cái thằng kia một trận tơi bời qua lá hẹ. Quý vị thấy hạnh phúc còn không? Hạnh phúc nó lan đổ ngay từ lúc này rồi, sẽ không còn nữa kể từ đây. Cho dù có hàng gắn lợi chăng đi nữa, nó cũng đã tì vết rồi. Quý vị đi mua đồ mà có mua đồ bị chắc giá không? Không. Trời đất ơi, mua đồ cho nó lựa lên lựa xuống, dục tới dục lui, người ta thấy người ta xót luôn á. Mà về mà xài mà lỡ nó bị hư cái gì đó, bị chấm, bị hàng đó, đem ra bán, người cái người mua người ta cũng phải coi tới coi lui. Bà chấm bà hàng tùm lum tùm la, kêu tôi mua giá cao sao tôi mua. Quý vị thấy đồ mà chắc nói rồi xài không có được, khó dữ lắm. Cũng vậy, tình cảm bị đổ vỡ rồi, cho dù có ở chăng đi nữa, xác không hồn, xác không hồn. Nghi à, bắt đầu nghi à, bắt đầu có hàng gắn lên là ở, làm cái gì cũng phải nghi hết, đi đâu cũng phải kè kè vậy đó. Đó là cái khổ của con người chúng ta sống trong kiếp thế gian này. Có nhiều người, xin thưa với quý vị, không phải 30-40 tuổi mấy cái tuổi trung niên mà ghen không đâu nha, 70 tuổi 80 tuổi vẫn còn ghen như thường. Còn ghen như thường đó, quý vị nói có không? Có đó. Ở dưới quê, dưới gần chùa của thầy, ở dưới cách đó 12 cây số, hai người này tao nói 75 tuổi mà tao nói trời ơi, 75 tuổi còn cái gì nữa mà ghen chứ không ghen. Bà này là bà đi chùa với thầy, bà xuống chùa bà làm công quả, bà đi nhiều chỗ lắm. Những ngày rằm muôn mà quý vị biết, mấy bà cụ ở dưới quê á, hàng 70, trời đó còn mạnh soi sỏi vậy đó, mạnh lắm, đi săn sẵn luôn. Quý vị trẻ chung chưa chắc đi lợi mấy bà này, làm dữ lắm. Người ta đã cực khổ từ nhỏ, người ta đã làm từ chịu hồi từ nhỏ rồi, cho nên ta mạnh lắm, ta khỏe, ta chịu sương chịu nắng, ta cực khổ quen rồi. Mình á là nắng không ưa, mưa không chịu, dễ bệnh, người ta chịu quen rồi. Bà đi công quả các chùa các nơi vậy đó. Cái bữa đó bà đi nữa, cái ông nói bà già sao bà không ở nhà đi, bà đi tối ngày sạch sạch hoài vậy. Bà mới trả lời với ông mà ông nói tôi già chắc ông trẻ nè.
ổng đâu có tin về Phật pháp đâu. Bữa đó ổng mới tới cái chùa đó, cũng may thay bên bác bà mới đi chùa mình. Bà mới đi chùa mình là xuống dân thấy mồ rồi. Ông này cũng kỳ cổ, vô duyên lắm quý vị. Đàn ông chứ có nhiều người vô duyên, cũng có nhiều người dễ thương. Người nào mà ngồi đây nghe tôi giảng, tôi nói chuyện người đó dễ thương đó. Còn người nào không có đây là tôi thấy nó kỳ cục sao đâu. Ông đi tới cái chùa đó, thì thầy trụ trì ở cái chùa đó lớn tuổi, phải chi ông xuống ngay chùa mình, thấy thầy này trẻ, đáng hàng con cháu thì nó lại là khác. Còn đằng này tới cái chùa này, bữa đó xấu số cho bà ta. Ông thầy trụ trì này lớn tuổi, lên tới bậc thượng tọa, lên tới bậc thượng tọa là ngoài 60, gần tới 70 rồi. Bà vừa tới chùa, ông này cũng xách xe cọt kẹt vừa tới. Bà này vô bấm mâm, dùm mâm, bưng mâm cơm lên á, mời thầy dùng cơm. Trời đất ơi, chết được không? Ở nhà không không săn sóc phục vụ cho chồng mà đến đây săn sóc cho thầy chùa. Chết rồi, người ta đâu có hiểu đạo đâu, biết cung kính là gì, phải không nè? Nhiều khi quý vị ở nhà quý vị không làm được, nhưng mà quý vị vào chùa, quý vị cung kính chư tăng chư ni, quý vị quỳ lại sát đất dâng lên cúng. Bởi vì sao? Bởi vì tâm thành của mình cuốn cái bậc xuất thế nó khác là ở nhà. Ở nhà chỉ dọn và mời ông ăn cơm đi là đủ rồi, đúng không? Còn ở chùa quý vị phải đứng chắp tay sát thỉnh thầy dùng cơm. Thậm chí có thị giả mà phải đứng hầu. Đây là cái phép hầu quý thầy, nếu mà người tu. Còn Phật tử cần dọn lên xong thôi. Còn có thị giả phải đứng hầu, phải cầm quạt cho thầy. Đó là vấn đề giới luật của những cái bậc nhỏ mới xuất gia, gọi là sa di đó, để vào hầu thầy đó, là có đó nói về giới luật. Còn chúng ta là chỉ là hàng Phật tử cư sĩ tại gia, chúng ta chỉ dọn lên rồi để đó, chúng ta không được. Thì ông này ông xuống thấy tức nóng quá, ở nhà không dọn cơm cho mình xuống đi dọn cơm cho thầy chùa. Hèn gì ngày nào bả cũng đi, bả cũng mang bả sách đi sạch sạch, và tôi nói bả trả lời với tôi. Thế là ông vào trong chùa, ông la in ỏi bát nhã lên. Mà cái chuyện không phải vậy, thấy nó mắc cỡ, nó quê không? Phật tử ai cũng nói trời bà này già còn bị chồng ghen. Nếu mà hiểu biết thì sẽ không có. Còn nếu mà không có hiểu biết, dễ lắm quý vị, dễ sanh ra những cái thói hư tật xấu đó lắm. Nhớ đó nghe. Đi chùa, chồng hỏi đi vô chùa làm gì, nó công quả. Mình làm gì á, mình biết cái tánh chồng của mình hay ghen thì đừng làm ơn, đừng có nói vô chùa tôi bưng cơm cho thầy ăn là không có được á. Làm vậy quý vị á, cũng tội cho ông thầy. Ông thầy là người vô tội mà. Mà rốt cuộc toàn là lôi ra thầy chùa chửi không. Thầy chùa biết ăn cái gì mà bị chửi tối càng biết. Chửi quanh năm suốt tháng luôn. Đi đám mà họ thấy một cái rồi, ôi thầy chùa. Trời đất ơi, tôi đâu có nghĩa chặt ra mà chửi tôi vậy. Quý vị để ý đúng không? Bây giờ quý thầy đi ra đường bị chửi nhiều lắm. Thôi kệ, thế gian mà ai nói thì nói. Nhưng mà đối với tôi nhiều khi tôi cũng bận trợn lắm đó nha. Cho nên mình thấy mình phải dạy ai chứ đứng lại là chết với tôi. Rồi cái gì đâu mà sao vô duyên vô cớ, con người sao mà vô duyên mất nết vừa phải. Tự nhiên tôi đi đám, đi xe đông với Phật tử là phải thuê xe du lịch đi. Bây giờ những cái đó là phương tiện chứ có ăn giọng gì được đâu. Mà hễ thấy quý thầy đi ra đường đi xe này kia, thì chùa gì đi toàn là xe bốn chỗ. Đi xe ba gác mới chịu hả? Đi xe xích lô mới chịu phải không? Đúng không? Trời đất ơi, tôi nói đi vậy còn đỡ, tôi đi máy bay nữa kìa. Tôi bay một cái dèo qua bên tới bên nước khác rồi. Họ phải muốn quý thầy là phải chân cứng đá mềm, đầu đội trời chân đạp đất, chân phải đổ máu họ mới chịu là người tu. Ăn mặc phải rách rưới vậy đó, chắc giá mới chịu người tu. Trời đất Phật ơi, cái kiểu đó thấy gớm ai hành đạo nữa. Cái kiểu đó ai gần gũi nữa. Quý vị thấy ông thầy ở dơ thấy ghê, 10 ngày không xúc miệng, không tắm rửa, quý vị có dám gần không?
Đây là chính xác thật, là quý vị xác thực rồi đó. Không có dám gần. Mà lại quý thầy sạch sẽ thì nó ôi ông đó diện dữ lắm. À cái này tôi bị rồi đó, tôi bị rồi đó. Cái nào tôi có dính là tôi biết á. Bởi cho nên thế gian muôn màu lắm, ai dính màu nào sẽ biết màu nấy à. Tôi dính nhiều màu lắm. Trong cái hộp bút chì nó có 14 màu, tôi dính đủ 14 màu. Màu nào cũng dính hết. Xin thưa với quý vị, tu cũng phải sạch sẽ chứ. Trong luật Phật dạy đó, tay chân móng tay mà không được để dài quá là hủy hoại Phật pháp, không phải chuyện đơn giản. Tóc nửa tháng không cạo là phỉ báng. Mà ngộ lắm, bây giờ mà ăn mặc ra đường mà chỉnh chu tương tất cũng nói, mà bây giờ ăn mặc xúc xô đổ tháo cũng bị nói, cái gì cũng nói được hết. Thầy chùa cái nghiệp nặng lắm á. Nhớ ha, tội cho quý thầy lắm, tội cho những vị mà không chịu trả lời, không có nói được thôi, chứ mà còn những vị mà nói được như tôi thấy có tội. Tôi thấy có tội, bởi vì tôi trả lời được tôi có tội. Giải dốc tất cả những cái này đều là Phật tử cúng dường. Quý vị thấy sau mỗi mùa Du Lan, sau khi Chư Tăng tự tứ có cái lễ dân y, thì chúng ta dân cúng dường vải vóc để cho Chư Tăng mặc. Mà vấn đề cúng dường y áo là nhân quả, nhân là cúng dường y áo, thì tương lai hiện hoặc hiện tại chúng ta sẽ được mặc gấm phục tốt đẹp. Đây là giáo lý nhân quả rõ ràng, mà đâu có sai chạy đâu. Quý vị thấy có nhiều người tại sao mà người ta ăn mặc không được lành lặn, rách rưới mà không có được bộ đồ mà che thân như mình, mà mình lại ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy, kim tiếng chiếu lấp lánh, tôi nói thấy muốn lé con mắt. Là do đâu? Do cái phước nhiều đời nhiều kiếp chúng ta dâng cúng dường y áo cho tăng chúng, cho Phật pháp, chúng ta mới được trang nghiêm vậy. Và chúng ta mới được mặc đồ kiểu này kiểu nọ. Chứ những cái người bên đây có mặc đồ được kiểu này kiểu nọ không? Bây giờ chồng vô họ biết cái gì đâu. Chúng ta được thấy kiểu, được đến chọn kiểu, đủ thứ hết. Chúng ta được hạnh phúc rồi, chúng ta được phước báo nhiều lắm rồi. Xin thưa với tất cả đại chúng, chúng ta nhìn lại những người khác còn bên vệ đường đi bán từng ly trà đá, đi bán từng cái tấm vé số bên ngoài, cái quần nó vo lên tới nửa cái đầu gối, chân dép thì mang chiếc này xọt qua chiếc nọ, chúng ta thấy khổ vô cùng. Mình được hạnh phúc mang được giày đôi này qua tới đôi nọ, dép đôi này qua tới đôi nọ, có khi mang guốc cao lên một cái chấm nữa kìa, chúng ta thấy hạnh phúc lắm rồi. Như vậy còn gì bằng nữa chúng ta không chịu tu. Cho nên những cái gì mà Chư Tăng mặc, những cái gì Chư Tăng làm đều là của đàn na tính thí cúng dường, chứ không phải tự nhiên mà có. Từ một hộp gạo, một cây bông, vân vân, cho đến tới nhà bếp một cái miếng chùi son chùi nồi, một giọt nước rửa chén, đều của đàn na tính thí cúng dường. Ông thầy không có làm gì ra tiền để mà mua được hết. Quý vị nhớ vậy đi. Chư Tăng đi không có làm gì mà ra tiền mua được hết á. Ghét người ta, những cái gì đó người ta kính, người ta cúng dường không à. Phật tử thì có người dày người khác, đâu có người nào giống người nào đâu. Tôi nói chẳng hạn ví dụ Phật tử mà bên nước ngoài, ta về ta thấy trời ơi thầy tội nghiệp quá, không có điện thoại xài, mua cái điện thoại về tặng xài, vừa làm kỷ niệm mà vừa xài để liên hệ với nhau, để liên lạc với nhau nói chuyện. Đó là Phật tử người ta cung kính, ta biết đó. Còn cái người ta biết tính, thầy chùa xài điện thoại di động cảm ứng của thầy chùa chứ bộ không biết xài hả? Quý vị phải bắt quý thầy phải lạc hậu, cổ hủ quý vị mới chịu hay sao? Hay là quý vị bắt quý thầy là phải là khép nép hệ nệ, là phải ăn mặc rách rưới, đi đầu trần chân đạp đất quý vị mới chịu hay sao? Thầy phá khắc sĩ ngày xưa đầu đội trời chân đạp đất đó, mà bây giờ có đạp nổi không? Đi ra một chút xíu nắng chang chang là nó phỏng cái chân gần chết ở đó mà đi chân không. Ngày xưa thời Phật còn tại thế đi chân không sợ gì, đường lộ chưa có làm tráng nhựa như bây giờ. Đức Phật đi khất thực, nhiều khi đi quá duyên, khi trúng những cái lúc mà đá lơm chơm đổ máu nữa. Bây giờ phương tiện những đôi dép đó mang để chống chọi đỡ thôi, chứ có gì đâu. Trời làm ơn đừng có chì chiết tăng ni nữa dụng cái nha.
Tôi thấy bây giờ chì chiết nhiều lắm á, mình nói càng nhiều thì cái khổ nó càng nhiều đến với mình. Nó càng nhiều, khổ đến càng nhiều. Điều này chứng kiến rõ ràng, thấy rõ. Nó không được lợi lạc gì cho mình hết á, mà nó ảnh hưởng đến cả đời con và đời cháu của mình. Chứ không phải vậy không đâu. Ông bà ngày xưa của chúng ta đó, phước báo làm cái gì cũng biết cặn kẽ, dòm trước dòm sau, cho nên đời nay con cháu mới hưởng phúc mà nhờ. Đời nay mà không biết mà để phúc lại cho con cháu, đời sau con cháu nó sẽ khổ mà phải chịu. Cho nên đại chúng cần phải nên nhớ, mong rằng dông bão cuộc đời sẽ là chất liệu ngọt ngào cho chúng ta có được hạnh phúc hiện tại. Tuy chúng ta sống giữa dòng đời thay đổi, nhưng tinh thần và tâm chúng ta lúc nào cũng không đổi thay mới chắc thật là người con Phật. Vâng, chúc cho tất cả đại chúng Phật tử có được cuộc sống hiện tại bình an và hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh hào quang của niềm tin chúng mình. Cầu chúc cho quý vị được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.